Kính thưa quý bà con, cô bác, anh chị em, hôm nay siêu thị máy cơ giới Đèo Nông nghiệp Gia Linh Phát chúng tôi xin gửi đến bà con cái kho về lớp các loại phụ tùng linh kiện. Công ty chúng tôi nào có địa chỉ là số 12 quốc lộ 1A, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nằm ngay quốc lộ 1A, cách thành phố Hồ Chí Minh không xa, rất là gần. Có đầy đủ các xe, đủ các loại, các nhãn hiệu đến từ Nhật mà chúng tôi cũng đã quay vào các clip khác. Hôm nay chúng tôi chuyên giới thiệu cho quý bà con về cái kho lớp của chúng tôi, các phụ tùng thay thế. Vâng, chúng tôi nằm dọc vô quốc lộ cho nên là nó hơi ồn, bà con chú ý thông cảm giùm. Đây, chúng tôi đang đi vào cái kho lớp của chúng tôi, rất nhiều các loại lớp. Đây là lớp xe tải, đây rất là nhiều các kiểu dáng của chúng tôi. Thì các loại lớp này chúng tôi đã về xuất nhập liên tục, bà con thấy là có nhiều cái cũng hơi bụi, nhưng mà cái này không sao, tại vì để cũng đưa bán liên tục, cho nên là với lại cái công ty chúng tôi nằm gần quốc lộ A cho nên là bụi rất nhiều, và cái này thì nó không có đáng kể, rất là chất lượng. Đây là cái kho bên về lớp xe tải, rất nhiều loại. Và đây là xích sắt đây. Xích sắt. Cái này là cái đuôi xới. Rồi. Giờ chúng tôi sẽ đi vòng qua bên cái khu lớp máy cài nha bà con. Vâng, còn đây là máy cắt cỏ. Đây là lớp máy cài đây, thưa quý bà con. Rất nhiều. Đây là lớp trước của cái máy cài. Đủ các kích cỡ, các mẫu mã, các nhãn hiệu. Cũng cảm ơn bà con thời gian qua cũng đã theo dõi kênh YouTube của chúng tôi, đã có những cái phản hồi tích cực. Chúng tôi sẽ luôn theo sát với bà con. Chúng tôi sẵn sàng làm những cái video clip để phục vụ cho mọi người. Chúng tôi là với một cái giá rất là ưu đãi, một cái giá rất là đặc biệt, rất là rẻ. Tại vì chúng tôi đang đi tới một cái khu vực để xích cao su. Đây là khu để xích cao su. Đây là những cái sợi xích rất là to. Đây là những đây. Đủ loại. Chúng tôi đang đi qua bên cái khu dành cho xích có kích thước nhỏ hơn một chút. Đây, các kích cỡ, các ấy, tất cả các thông số kỹ thuật đều nằm trong sợi xích này. Nhưng mà trong cái thời gian ngắn chúng tôi không thể nói được hết mà, tất cả các kích cỡ được. Đây, bà con vui lòng ủng hộ chúng tôi có hai kênh YouTube là Hiếu Đoàn Thanh hoặc là Gia Linh Phát. Chúng tôi có hai số điện thoại là 0979066969 hoặc là 02723639944. Chúng tôi sẽ phục vụ tận tình cho quý bà con tất cả các phụ tùng xích cao su, xích sắt, lớp máy cài, lớp xe tải, v.v. Vâng, hẹn bà con vào một cái clip gần nhất. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con những cái nhãn hiệu, những cái sản phẩm khác. Cảm ơn bà con rất nhiều.